Quý vị và các bạn thân mến, ở ngôi thiên tử, hưởng cuộc sống vương giả thì chết cũng phải đế vương. Thế nhưng, một số vua chúa Việt Nam đã không những phải chịu cái chết thảm khốc mà còn để lại không ít những lời đàm tiếu cho hậu thế. Và Mạc Mậu Hợp, ông vua thứ 5 của nhà Mạc là một minh chứng cho điều đó. Theo sử sách còn lưu truyền đến ngày nay, vua Mạc Mậu Hợp mặc dù bị sét đánh nhưng không chết, song lại bị Trịnh Tùng sát hại cực thảm. Mặc dù thất thế, bản thân phải trốn vào chùa rồi cạo chọc đầu làm sư, ở ẩn trong chùa Mô Khuê thuộc hạt Phượng Nhãn nhưng vẫn bị lộ. Khi về hàng vua Lê chúa Trịnh thì bị Trịnh Tùng sai đem treo sống 3 ngày rồi chém đầu tại bãi cát Bồ Đề. Chưa hết, đầu của vua Mạc Mậu Hợp còn bị đem đi đóng đinh vào hai con mắt, bêu ra ngoài chợ trong vòng 5 ngày. Thế mới hay rằng quyền lực và hận thù cá nhân dễ làm cho người ta trở thành tầm thường và thậm chí là mất hết nhân tính. Mạc Mậu Hợp, vị vua thứ 5 nhà Mạc với thú vui giường chiếu oái oăm, đoạt vợ bề tôi và cái giá phải trả. Nhà Mạc kể từ thời Mạc Đăng Dung tiếm ngôi nhà Lê Sơ năm 1527 cho đến năm 1592, đứng chân nơi đất Thăng Long, sau bại trận phải lui về Cao Bằng. Vị vua Mạc để thất thủ ấy chính là Mạc Mậu Hợp, và quanh vị vua này có đôi điều đáng nói. Mạc Mậu Hợp được xem là đời vua Mạc chính thức cuối cùng kể từ sau khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê. Trong thời làm vua Mạc, Mậu Hợp dù trị vì tới 30 năm nhưng không làm được điều gì đáng kể để giúp nhà Mạc hưng thịnh. Ngược lại là vị vua cuối cùng của nhà Mạc trong giai đoạn phân chia Bắc Triều với Nam Triều. Dạo Mạc Mậu Hợp làm vua, ít nhất 2 lần điền vị vua Mạc này bị tai ách hiếm thấy đến nỗi suýt lụy thân, như trong lịch triều hiến chương loại trí có tóm lược như sau. Năm Sùng Khánh thứ 13, 1578, xét đánh vào cung ông Thành ra bán thân bất toại, mới đổi niên hiệu, sau lại bị thong manh mắt mờ, chữa mấy năm mới khỏi. Việc này làm nhớ tới trường hợp của chúa Trịnh Giang, cũng bị xét đánh mà phải ở cung thưởng trì rồi trao ngôi chúa cho em. Sự thể hiện tai ương, ách bệnh liên tiếp kéo đến với Mạc Mậu Hợp trong sử cũ ghi lại rất cụ thể. Ấy là việc vào năm Mậu Dần, được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép. Tháng 2 ngày 21, Mạc Mậu Hợp bị sét đánh ở trong cung, bị bại liệt nửa mình. Sau chữa thuốc lại khỏi, bèn đổi niên hiệu, lấy năm ấy làm năm Diên Khánh thứ nhất. Nơi cung điện lầu son gác tía là thế mà vua Mạc còn bị thiên lôi tìm đến mà dám bùa. Kể ra bị sét đánh chưa hết còn là phúc lớn của Mạc Mậu Hợp. Ấy nhưng mệnh thiên tử tức con trời mà bị sứ giả tức thiên lôi của trời giáng cho một đòn chí mạng hẳn cũng đáng suy ngẫm lắm chứ, chẳng chỉ đơn thuần ở cái họa thiên tai ấy. Ấy là nói theo tín ngưỡng dân gian ta bấy nay. Mà nào thế đã hết đâu, lại vài năm sau, nhằm năm Tân Tỵ 1581, tai ương qua thì bệnh tật lại tới. Vị vua trị vì lâu nhất của nhà Mạc lần này mắc căn bệnh, nằm ngay ở cửa sổ của tâm hồn. Đại Việt Thông Sử cho hay, năm ấy Mậu Hợp bị chứng thong manh, mắt mờ không trông rõ, y sai mời các thầy thuốc giỏi trong thiên hạ tới chữa, trong vài năm con mắt lại được bình phục như thường. May cho ông vua nhà Mạc, nếu không có được những thầy thuốc giỏi chữa trị, hẳn đã trở thành ông vua mù trong sử Việt. Chỉ tiếc thay, dù mắt được chữa khỏi, nhưng tâm bệnh của Mạc Mậu Hợp thì lại nằm ở trong việc cai trị không nghiêm cẩn, nên cái họa tàn nghiệp dòng họ cũng sớm thấy rõ. Khi Đại Việt Quốc Sử Diễn Ca có lời, Mạc Dần suy yếu từ nay, vận Lê xem đã đến ngày trùng hành. Dù trị vì nhà Mạc tới hơn 30 năm, nhưng Mạc Mậu Hợp lại siêng chơi bời hơn là chính sự. Thế nên cơ nghiệp nhà Mạc ngày một lụi bại. Vị vua nhà Mạc này trong những năm cuối đời được Đại Việt Sử Ký Tục Biên nhận xét là ngày càng buông tuồng du đãng, tiểu sắc bừa bãi. Còn Đại Việt Thông Sử thì bình. Ngoài thì họ ngoại chuyên chính, trong thì hoạn quan chuyên quyền. Thậm chí đến cả vợ của quan viên mà thấy dung nhan đẹp đẽ, Mậu Hợp cũng có ý định cướp lấy cho mình, như việc định mưu giết Sơn Quận Công Bùi Văn Khuê để cướp vợ ông là Nguyễn Thị Niên không thành. Đến nỗi viên quan to ấy phải theo về nhà Lê mà chống lại. Làm thế hẳn không mất ngôi sao được. Vậy sự thể thế nào? Ta lại xem qua nơi Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục để thêm đôi phần tỏ tường. Vốn Mạc Mậu Hợp trước đó lập Nguyễn Thị lên ngôi chính cung, Nguyễn Thị lại có chị là Nguyễn Thị Niên, xe duyên tơ tóc cùng Sơn Quận Công Bùi Văn Khuê.
Xét ra như dân gian ta về mặt ngôi thứ, thì Mậu Hợp và Văn Khuê là anh em cột chèo. Ấy thế mà khi Thị Niên thỉnh thoảng ra vào hậu cung để thăm em gái, thì vua Mạc vốn đam mê sắc dục, thấy chị gái của vợ xinh đẹp thì Mậu Hợp ưng ý Nguyễn Thị Niên vì nàng có nhan sắc nên muốn giết Văn Khuê để chiếm lấy nàng. Năm ấy, nhằm năm Nhâm Thìn 1592, Bùi Văn Khuê biết dã tâm của gã anh em cột chèo cũng chính là chúa của mình nên tỏ ra đề phòng, liền đem quân dưới quyền rút về đóng nơi đất Gia Viễn Ninh Bình, không chịu vào chầu. Thấy thế Mạc Mậu Hợp không chột dạ mà dừng việc phi nghĩa thì thôi, lại sai quân vào Gia Viễn, bức bách buộc Văn Khuê phải vào Thăng Long chầu thiên tử. Biết sự thể như vậy, đã không thể phò tên chúa muốn cướp vợ mình, thế là Văn Khuê sai con trai là Văn Nguyên chạy vào Thanh Hoa, dâng lễ đầu hàng và xin cứu viện. Trịnh Tùng ưng thuận cho hàng mà mừng rỡ nói, Văn Khuê đầu hàng thế là trời giúp cho ta được chóng thành công. Bởi thế, Văn Khuê là một vị tướng tài của Bắc Triều Mạc lúc bấy giờ. Vậy là Bùi Văn Khuê theo về với vua Lê, chúa Trịnh, chống Mạc, còn vua Mạc Mậu Hợp chỉ vì một người đàn bà mà tự chặt đứt cánh tay phải đắc lực của mình trong cuộc đối địch với Nam Triều. Không những thế lại giúp cho Trịnh Tùng có thêm một kiệt tướng, chính là người dưới trướng bấy lâu nay của mình. Thế thì cái thế thua đã rõ như ban ngày. Sắc không có được mà cơ đồ nơi đất Thăng Long đã báo hiệu sự gãy đổ nhãn tiền. Chính sự bỏ bê ăn chơi quá sức, kết cục là đến cuối năm Nhâm Thìn 1592, quân Mạc bị quân Lê Trịnh đuổi đánh, Mạc Mậu Hợp phải chạy khỏi kinh thành, để rồi sau đó đối mặt với đao phủ nhà Lê nơi pháp trường. Ấy nhưng trước đó khi rời Thăng Long chạy loạn, tránh thế mạnh của quân Lê Trịnh, lúc ấy quan tướng, quân lính lìa bỏ hết, Mậu Hợp thế cùng phải giả vào chùa làm sư hòng qua mắt sự truy sát của quân lính nhà Lê, nhưng tiếc nỗi mưu sự không thành. Sự thể được Lê Quý Đôn ghi lại trong Đại Việt Thông Sử. Theo đó, khi tiết chế Trịnh Tùng từ sông Chanh về kinh thành, nghe có người báo Mậu Hợp ẩn ở chùa Mô Khuê, huyện Phượng Nhãn. Trịnh Tùng được tin mừng lắm, bèn sai trà quận công Nguyễn Đình Luân và liêm quận công Lưu Trản dẫn quân đi bắt. Đến vùng ấy được dân địa phương cho biết, hôm nọ Mậu Hợp giả làm sư ông, đến ẩn ở đây, đến nay đã 11 ngày. Theo Đại Nam Quốc Sử Lược, thì lúc ấy ẩn trong chùa Mạc Mậu Hợp xưng hiệu là Võ An, quân sĩ được người dân chỉ, bèn đến chùa, thấy Mậu Hợp nghiễm nhiên ngồi xếp bằng, gạn hỏi, thì Mậu Hợp ấp ớ, nói rằng bần tăng tu hành từ hồi còn trẻ tuổi ở Am Mây này, chén muối đĩa rau, hàng ngày chay dưỡng, thắp hương thờ Phật, công đức chuyên làm. Quân sĩ thấy nhà sư nói hoạt bát khiêm tốn, biết là Mậu Hợp, bèn bắt giữ. Mậu Hợp tự liệu không thể thoát được, bèn thú thực và nói rằng mấy ngày trước đây, tôi chạy trốn ẩn núp ở trong rừng rậm, đã quá đói khát, dám xin cho một bình rượu uống cho đã. Thế mới thấy, sống trong nhung lụa được thụ hưởng đã thành quen, thế nên vị vua thất thế, dẫu biết mình không qua được cơn đại nạn, vẫn nhớ đến những thói thường phàm trần. Quân sĩ nghe vậy bèn cho bình rượu. Sau khi Mậu Hợp uống thỏa thích, mới ngậm ngùi than rằng nghiệp chướng quá sâu, nay cầu là một người dân thường, cũng không thể được. Tội lỗi chỉ vì tổ tiên đã làm sự giết vua cướp ngôi, đến nỗi con cháu ngày nay phải mắc tội nặng như vậy. Mong tướng sĩ dẫn tôi đến trước hoàng đế để bày tỏ thực tình, đó là lòng tôi đã rất mong muốn. Lời lẽ ấy chính là lời chiêm nghiệm của vua Mạc sau bao mê muội. Các tướng bèn sai dùng voi chở Mậu Hợp và hai kỹ nữ giải về Thăng Long. Khi giải Mậu Hợp đến trước hành doanh, phủ tiết chế sai dàn binh mã cực kỳ uy nghiêm rồi mới cho dẫn Mậu Hợp vào yết kiến. Mạc Mậu Hợp lễ dập đầu phủ phục ở ngoài sân, phủ tiết chế truyền hỏi tới 3 lần mà Mậu Hợp vì quá sợ cứ ấm ớ, không thể đáp được. Phủ tiết chế bèn sai dẫn ra ngoài cửa quân, giam tù tại đây. Tất cả các quan võ đều bàn chiếu điều luật, những kẻ phạm tội thoán thí, tức là giết vua cướp ngôi, thì xử theo luật lăng trì, tức là tùng xẻo, để làm gương cho mọi người và đúng phép nước. Lại đem thủ cấp tế cáo nhà tôn miếu để rửa sự sỉ nhục của tiên vương và bớt cơn giận của thần nhân. Trịnh Tùng thấy kẻ đối địch với mình giờ đã ra cơ lỡ vận, lấy làm thương xót, không nỡ ra cực hình. Bèn sai đem treo sống Mậu Hợp 3 ngày rồi chém đầu tại bãi cát Bồ Đề, đem thủ cấp hiến hoàng đế ở hành tại Vạn Lại xứ Thanh Hoa, đóng đinh vào hai con mắt rồi bêu ra ngoài chợ. Vậy là đến lúc này, như lời về sử diễn nghĩa, bàn cờ chính trị đã đổi chủ. Đông Đô thu phục tức thì,
cơ đồ họ Mạc suy vi mất liền. Khi điện giảng học của Mạc Mậu Hợp bốc cháy, có sớ dâng lên nói thẳng, đó là ý trời răn bảo. Quả nhiên sau 29 năm ở ngôi, ông ta đã chết thảm. Lê Quý Đôn ghi lại trong Đại Việt Thông Sử rằng, mùng 1 tháng 8 năm Mậu Thìn 1592, có sao xa xuống, sắc đỏ, dài chừng 5 trượng, lòe sáng như tia chớp, chiếu sáng rực vào nóc nhà, rơi xuống đất có tiếng ầm như tiếng sấm. Theo quan niệm của người xưa, đó là dấu hiệu bất thường, sẽ có binh biến xảy ra. Như vậy là họ Mạc từ Mạc Đăng Dung đến Mạc Mậu Hợp truyền ngôi được 5 đời thì mất, tổng cộng được 66 năm. Sau khi Mạc Mậu Hợp mất, con cháu nhà Mạc rút lên Cao Bằng. Theo lời khuyên của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, họ Mạc còn kéo dài được đến 69 năm nữa mới bị mất hẳn. Về sau, con cháu nhà Mạc không xưng đế mà chỉ trấn thủ ở vùng núi phía Bắc trong vòng hơn 80 năm nữa ở vùng đất này. Sử nhà Lê đã chép lại rằng, vào tháng 7 năm 1594, Đại Quốc Công nhà Mạc là Mạc Ngọc Liễn trước khi qua đời đã để lại thư khuyên Mạc Kính Cung rằng, nay khí vận nhà Mạc đã cạn, họ Lê phục hưng, đó là bởi số trời đã định như vậy. Mặc dù sống xa xỉ dẫn đến sự suy vong của nhà Mạc, nhưng trong thời gian làm vua, Mạc Mậu Hợp cũng đã làm được một số điều đáng ghi nhận, trong đó có việc mở các khoa thi để chọn nhân tài. Nối theo nền nếp của cha ông, Mạc Mậu Hợp mở tất cả là 7 khoa thi. Ngay cả khi chiến sự ác liệt ở Kinh Thành vào mùa hè năm 1592, Mạc Mậu Hợp vẫn mở khoa thi cử nhân ở bến Bồ Đề, lấy Phạm Hữu Năng và 16 người trúng tuyển. Đây cũng là một trong những điều tốt đáng được ghi nhận của vị vua này.